Ngày hôm nay với trận đấu ngày hôm nay thì trường đại học Tôn Đức Thắng họ vẫn sẽ ra sân với bộ trang phục quen thuộc của mình, màu áo bả trầu. Trong khi đó thì UBS sẽ ra sân với bộ trang phục áo trắng và quần xanh. Anh Khoa, Minh Đạt ra cây, Minh Nhật cơ hội, đây là một pha bóng cố định nữa dành cho trường đại học Tôn Đức Thắng và vẫn là một khoảng cách rất xa. Chơi bầu Huy Hoàng, và siêu đến từ Oluka. Nhưng UBS họ không cần phải tiếc nuối quá lâu. Và đây là những niềm vui vỡ òa đến từ những cổ động viên trên khán đài của UBS. Huy Hoàng, Huy Hoàng không cần phải nuối tiếc quá lâu với tình huống đá đầu trước đó của mình. Chúng ta sẽ cần phải theo dõi lại tình huống làm bàn của Huy Hoàng. Tình huống tạt bóng quá dẻo đến từ Minh Nhật. Và Huy Hoàng không cao, không cao như người khác. Nhưng mọi thứ phải ngước nhìn đối với Huy Hoàng. Một cầu thủ không quá cao nhưng Huy Hoàng rất tinh quái trong việc lựa chọn vị trí ở. Bắt bóng nguy hiểm, Minh Nhật cú đá 3-1 dành cho UBS và đây là dấu chấm hết dành cho đội chủ nhà. Một ngày thi đấu quá hay, quá tuyệt vời đến từ cá nhân của Minh Nhật. Hai bàn thắng và một tình huống kiến tạo. Và cũng giống với trận đấu tranh 3-4 của mùa giải năm trước thì Minh Nhật vẫn có cú đúp vào lưới của trường đại học Tôn Đức Thắng.